Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là bài số 1. Ôn tập các số đến 100.000. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là hoàn chỉnh. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng mình học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 6 nào. Rồi, như vậy đây sẽ là gì? Cái chủ đề của chúng ta là ôn tập và bổ sung. Thì đây là cái chủ đề chúng mình sẽ ôn tập những nội dung đã học ở đâu? Lớp 3, đúng không? Và bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các số đến 100.000. Ok. Mình sẽ vào cái bài luyện tập số 1 này. Người ta hỏi này, điền cái số nào? Đó. Như vậy thì cái dạng này chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, đúng không? Tức là chúng ta sẽ hoàn thiện theo mẫu này. Cái số được viết này, 36515. Vậy thì hàng chục nghìn này, số 3 này. Hàng nghìn là số 6 này. Hàng trăm là số 5. Hàng chục số 1. Và hàng đơn vị là 5. Vậy cái số mà có hàng chục nghìn là 3. Hàng nghìn là 6, hàng trăm là 5, hàng chục là 1 và đơn vị là 5 thì chúng ta sẽ đọc là 36.515. Ok. Tương tự như vậy thì chúng mình sẽ hoàn thành cái số tiếp theo này. Ở đây người ta cho cái số được đọc 61.034. Đấy, 61.000 tức là gì? Hàng chục nghìn sẽ là 6 này. 61.000 đúng không nào các em? Đấy, vậy thì hàng chục nghìn đây này sẽ là 6 này. 1 tức là gì? Hàng nghìn sẽ là số 1 này. Thấy chưa? Hàng trăm là 0, hàng chục là 3. Vậy thì hàng đơn vị sẽ là 4. Vậy cái số này được viết là gì? À, 6 1 0 3 4. Được chưa? Đó, các em viết nhỏ lại đi cho đẹp nhé. 6, 1 này, 0 này, 3 này, 4 này. Được chưa? Rồi, tương tự mình có số tiếp theo. Số là 7.941. Đó, hàng nghìn là 7 này, hàng trăm là 9 này. Vậy thì hàng chục ở đây sẽ là gì? 4 này. Và hàng đơn vị sẽ là 1. Vậy thì số này mình sẽ viết được là mấy nhỉ? Có 7.000 thôi đúng không? 7.941. Ok chưa? Rồi. Tương tự số này, 20.809. Đó. Như vậy thì 20.809 thì hàng chục nghìn sẽ là số 2. Hàng nghìn là số 0. Vậy thì hàng trăm là số 8, hàng chục số 0 và hàng đơn vị là 9. Vậy thì số này chúng ta sẽ viết được là 20809. Được chưa? Được chưa nào? Rồi nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài số 2. Viết số rồi đọc số. Đó, viết rồi chúng ta đọc. Chẳng hạn đây, bạn đã làm mẫu cho mình nè. Số có 40.000 nè, 2.000 nè, 500 nè, 30. Đấy, thì chúng ta viết cái số ra và đọc này. 42.530. Hiểu chưa? Đó, bây giờ mình sẽ áp dụng cái mẫu để chúng ta làm câu B. Số có 8.000 này, 800. Rồi, 80 và 8 đơn vị. Được chưa? Vậy thì cái số này mình sẽ đọc là gì? Sẽ đọc là gì? À, 8.000. Đọc là 8.000. Rồi chúng ta xuống dưới đi nha, ghi xuống dưới này, đọc là
8.888, được không? Quá được đúng không? 8.000 này, 800, 8, 10, 8. Ok chưa? Xong nhá. Rồi đến câu C. Số gồm 50.000, 50.000 nè, 700, 700 nè, 10, 10 nè, 4 đơn, đơn vị. Vậy thì 50.000, vậy thì hàng nghìn ở đây nó sẽ là số gì? Không. Ok, được chưa? Vậy thì số này sẽ đọc là, đọc là gì các em nhỉ? À, 50.000 hay là 50? 50.000 nha. Các em phải đọc là 50.000 mới đúng nha, chứ không đọc 50.000 nha. 50.710, 14. 50.710, 14. Ok chưa? Rồi, câu tiếp theo đó là câu D. Số gồm 90.000, 4.000, 5 đơn vị. Đó, 90.000, 4.000, 5 đơn vị. 90.000 này, 4.000 này, 5 đơn vị này. Như vậy nó sẽ là 0.00, được không? Rồi, vậy thì số này sẽ đọc là 90 gì? À, 94.000. 94.000 bao nhiêu? 0.00. 94.000. Linh gì? Linh 5. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Người ta hỏi điền cái số nào. Đó, như vậy thì các em cùng quan sát ở đây. Số 6.825. 6 là 6.000, 8 là 800, 2 là 20. Vậy thì 5 đây sẽ là 5 đơn, 5 đơn vị, được không? Rồi tương tự, 33.471. Số 3 đầu tiên là 30.000, số 3 tiếp theo là 3.000. Số 4 là 4 gì? 400. Như vậy đây sẽ là 400 các em nhé. 7 là 70 và 1 đây là 1 đơn, đơn vị. Ok chưa? Rồi tiếp theo này. Số 75.850. 7 là 70.000. 5 là 5.000. Số 8 này là 800. Vậy thì số 5 sẽ là 5 gì? 50. Được chưa? Và không đơn, không đơn vị. Ok. Tiếp theo này, 86.209. Số 8 là 80.000, 6 là 6.000, 2 là 2 gì? 200. Rồi, 0 và 9 đơn vị. Xong chưa? Xong nha. Rồi, sang bài tiếp theo, đó là bài số 4. Điền cái số nào? Như vậy họ cho mình một cái tia, cái trục số như sau. Đây các em quan sát. 17.595, 17.596, 17.597. Vậy các em thấy nó tăng ở hàng gì đây? Đơn vị đúng không? 5 này, 6 này, 7 này. Đó, vậy thì đây sẽ là 8 thôi. Nó sẽ là 17.598, được chưa? Đấy, cái cột này xuống đây nhá. 17.599, vậy thì tiếp theo sẽ là 17.000 mấy trăm. 599 cộng thêm 1 thì sẽ là 17.600 gì? 600, đúng không? Rồi, tương tự là 17.601. Ok.
Rồi đến câu B này, 30.000, 40.000. Đấy, vậy chúng ta thấy lại tăng ở đâu? Tăng ở hàng chục nghìn, 30, 40. Vậy thì đây sẽ là 50.000. Được không? 50.000 đến 60.000, 60.000 sẽ là 70.000. 70.000 sẽ là 80.000. 80.000 đến 90.000, 90.000 sẽ là 100.000. Ok con dê. Xong nhá. Rồi, sang bài số 5. Điền cái số nào? Như vậy ta có này. Số đã cho là 8290. Vậy thì liền trước của nó, cứ lấy số đã cho trừ đi 1 thì sẽ ra số liền trước. Số đã cho cộng thêm 1 ra số liền sau. Được chưa? Rất là đơn giản đúng không nào? Số đã cho là 42135. Vậy thì đây sẽ là 4, 2, 1, 3. 5 trừ đi 1 thì còn mấy? À 4. Được chưa? Rồi tương tự ở đây sẽ là 4, 2, 1, 3. 5 cộng 1 bằng mấy? À 6 đúng không? Vậy thì đây sẽ là 1, 3, 6. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy các em có thể làm như anh này nhé. Ở đây sẽ là gì? 80.000 thì các em trừ đi 1 thì sẽ là 7, 9, 9, 9, 9. Đúng không? Rồi, vậy thì đây sẽ là 8, 0, 0, 0, 1. Dễ như ăn kem. Đúng không? 99.999, vậy thì đây sẽ là 99.998. Vậy thì anh này cộng thêm 1 sẽ là 100.000. Được chưa? Đó, hoàn thành nhá. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong được cái tiết số 1 của cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2.